loại tài sản mà cả thế giới ai cũng muốn sở hữu. Có rất nhiều loại tài sản mà mọi người trên thế giới muốn sở hữu. Một số loại tài sản phổ biến nhất bao gồm 1. Nhà cửa. Nhà cửa là một tài sản quan trọng đối với nhiều người vì nó cung cấp chỗ ở và sự an toàn. Nó cũng có thể là một khoản đầu tư có giá trị, vì giá trị của nhà cửa thường tăng theo thời gian. 2. Đất đai. Đất đai là một tài sản có giá trị vì nó có thể được sử dụng để xây dựng nhà cửa, kinh doanh hoặc nông nghiệp. Nó cũng có thể là một khoản đầu tư có giá trị, vì giá trị của đất đai thường tăng theo thời gian. 3. Tài sản có giá trị. Tài sản có giá trị là những tài sản có giá trị cao, chẳng hạn như đồ trang sức, đồng hồ, tác phẩm nghệ thuật và cổ phiếu. Những tài sản này có thể được sử dụng để đầu tư hoặc để bảo vệ giá trị tài sản của bạn khỏi lạm phát. 4. Kiến thức. Kiến thức là một tài sản vô giá vì nó có thể giúp bạn đạt được thành công trong cuộc sống. Nó cũng có thể giúp bạn hiểu thế giới xung quanh và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. 5. Sức khỏe. Sức khỏe là điều kiện cần thiết để có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Sức khỏe là một tài sản quý giá mà bạn nên làm tất cả những gì có thể để bảo vệ nó. 6. Ô tô. Ô tô là một tài sản cần thiết đối với nhiều người để đi lại và làm việc. Nó cũng có thể là một cách để thể hiện phong cách cá nhân và sự thành công. Tất cả những loại tài sản này đều có giá trị riêng và có thể mang lại cho bạn những lợi ích khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của bạn, bạn có thể chọn sở hữu bất kỳ loại tài sản nào trong số này.